Chào các bạn, trong video hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Google Colab để đồng bộ dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản Google Drive khác. Hoặc với cái cách sử dụng Google Colab này thì bạn có thể vượt quá giới hạn 750GB cho một tài khoản. Thì cách này chúng ta sẽ có một cái thủ thuật để tạo ra 100 cái user. Thì mỗi một cái user sẽ là 750GB, thì các bạn nhân với 100 cái user thì các bạn sẽ truyền tải được 7,5T cho một ngày. Đó là các bạn sử dụng thủ thuật Google Colab. Ở đây mình đã có một sẵn cái file AutoRclone, thì cái file này mình chia sẻ. Cái file này bạn sẽ làm quen với Google Colab và bạn mở bằng Google Colab nhé. Đấy, mình sẽ chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần một cái hàm để nó không bị disconnect khi mà các bạn đang đồng bộ dữ liệu từ đám mây này sang đám mây khác, từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản Google Drive khác. Với cách này thì bạn cũng có thể áp dụng cho cái tài khoản chia sẻ, folder chia sẻ để đồng bộ vào team Drive, bộ nhớ dùng chung. Các bạn chuyển qua tab console và các bạn bấm vào cái nút xóa để nó xóa toàn bộ các cái code. Sau đó các bạn dán cái đoạn copy cái code vừa rồi và bạn bấm enter để cái đoạn này nó sẽ giúp các bạn đảm bảo kết nối liên tục. Cái Google Colab của các bạn nó sẽ không bị disconnect giữa chừng. Với cái thủ thuật này thì nó cũng rất là hay, nó giúp cho các bạn lưu trữ không giới hạn vào chính cái tài khoản Google Drive của các bạn, mà mặc định thì miễn phí nó chỉ có 15GB thôi. Nhưng với cách này thì các bạn cũng có thể download vài T về cái tài khoản 15GB miễn phí của các bạn. Tiếp theo nha, thì bạn sẽ kết nối các bạn sẽ kết nối Python. Khi mà các bạn đã có cái hàm đảm bảo nó kết nối liên tục thì các bạn cần kích chạy cái hàm Python tiếp theo này, và các bạn thấy là nó đã đăng hoàn thành để nó đảm bảo cho các bạn treo máy ở đấy thì nó không bị ngắt kết nối giữa chừng. Chúng ta vẫn rất là sử dụng đến cái AutoRclone quen thuộc. Nếu như các bạn đã theo dõi video trên kênh Tin Học Thực Hành thì mình có một cái video cũng sử dụng AutoRclone, nhưng mà không phải với Google Colab mà sử dụng với chính máy tính của các bạn. Nhưng ở cái video này chúng ta tận dụng cái Google Colab sẵn có. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ cần tải cái mã nguồn AutoRclone, mà cái mã nguồn này cũng được chia sẻ ở trên trang GitHub, và chúng ta có cái câu lệnh sudo pip3 để tiến hành cài đặt cái AutoRclone này về cái Google Colab. Nếu các bạn chưa làm quen với Google Colab thì các bạn hãy tìm hiểu thêm về Google Colab, nó rất hữu ích cho chúng ta xử lý cái dữ liệu Big Data. Vì ngày nay chúng ta phải làm quen với Big Data rất nhiều. Như vậy bước 1 chúng ta đã cài đặt thành công, và bước 2 thì các bạn bắt đầu bật API. Đấy, các bạn kích vào cái đường link để các bạn cần enable cái API. Các bạn kích vào enable the Drive API nhé. Sau đó thì các bạn kích tiếp đến cái Google API Console. Tiếp theo mình sẽ tạo new project, tạo mới luôn để các bạn tiện theo dõi. Cái tên project này bạn đặt tên tùy ý. Mỗi một cái project này chúng ta có thể add 100 user vào, và chúng ta sử dụng cái thủ thuật này để vượt qua 750GB limit một ngày. Các bạn chọn đúng cái project của các bạn vừa tạo. Ở đây mình đặt tên là AutoRclone. Các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này, gõ tìm kiếm Google Drive. Bạn kích chọn và các bạn bật enable nhé. enable cái API này. Như vậy chúng ta đang bật enable. Bước 3 là bạn sẽ tải một cái file credentials.json, tải về máy tính, sau đó các bạn upload lên Google Colab. Các bạn làm theo nhé, chọn User Data. Cái tên app này các bạn có thể đặt tên bất kỳ và các bạn nhập đúng cái email của các bạn. Các bạn nhập đúng cái email mà các bạn đang đăng nhập đấy. Các bạn bấm lưu và tiếp tục. Tiếp đến cái phần số 3 này, các bạn cũng bấm lưu và tiếp tục thôi. Cái phần Authent này các bạn chọn Desktop App. Các bạn tạo. Các bạn tải cái file này về máy tính, sau đó là các bạn phải đổi đúng cái tên. Nó phân biệt cả ký tự thường và ký tự viết hoa đấy. Cho nên các bạn đổi tên viết thường thôi. Các bạn đổi tên là Credentials. Các bước này các bạn bấm hoàn thành đã này. Đấy, đấy là cái xác thực. Chỗ này các bạn đổi lại đúng cái tên file nhé. Đổi đúng thì các bạn upload lên nó mới không bị lỗi. Các bạn ghi là credentials.json. Bước 3 các bạn upload cái file các bạn vừa đổi tên đấy vào Google Colab nhé. Đấy, câu lệnh để các bạn upload. Như vậy là các bạn đã tải lên Colab thành công. Nó sẽ nằm trong cái folder AutoRclone mà cái folder này mình đặt đấy. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder mới để test download về tài khoản của mình nhé. Trước khi các bạn download thì các bạn cần tải cái 100 cái user. Đấy, các bạn kích vào cái đường link để các bạn kích hoạt để nó tải về 100 cái user người dùng về. Các bạn copy cái đoạn này, các bạn dán vào. Sau khi các bạn bấm Enter xong thì ở trong cái folder bên trái account nó sẽ xuất hiện 100 cái user. Nếu các bạn không có cái bước này thì các bạn chỉ có một cái user là 750GB thôi, cho nên các bạn cần phải download 100 cái user nữa. Thì nó sẽ vượt qua 750GB một ngày. Đấy, folder account nó sẽ tải về nằm trong cái folder account đấy. Các bạn chờ chút xíu. Nó sẽ xuất hiện ở trong cái folder account đây. Đấy, lúc này thì các bạn thấy là 100 cái user nó đã nằm trong cái folder account rồi. Cái trang Google Group vẫn vào được bình thường nha bạn Dung Lê Trung. Khi các bạn tải được 100 user rồi thì bây giờ các bạn chỉ việc copy cái folder chia sẻ về tài khoản của các bạn mà thôi. Mọi file nó sẽ xuất hiện trong cái folder test download ở bên đây. Và các bạn theo dõi các file nó sẽ xuất hiện. Đấy, như vậy là một folder nó đã download về rồi. Đấy, các file nó sẽ được download về. Với thủ thuật này thì Với thủ thuật này thì cái file nó download về nó sẽ không chiếm bộ nhớ 15GB của các bạn đâu. Đấy, các bạn thấy là chủ sở hữu nó không phải là một cái email bình thường, mà một cái email nó rất nhiều các ký tự đặc biệt. Cho nên chủ sở hữu nó không phải là email của các bạn, cho nên nó không chiếm dung lượng 15GB miễn phí của các bạn. Mà với cách này thì các bạn có thể download nhiều T thoải mái vào cái tài khoản chỉ có 15GB thôi. Mình đã thử rồi và tải được rất nhiều các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy đấy, nó tải được rất nhiều. Đấy, như vậy là mình đã test từ một cái folder chia sẻ về cái tài khoản của mình, vượt qua giới hạn và vượt qua 15GB mặc định. Đây là toàn bộ cái folder chia sẻ Share With Me. Đấy, có bao nhiêu video thì nó sẽ copy về cái folder mà mình vừa tạo. Đấy, có 49 video nha, thì bên này nó cũng sẽ tương ứng 49 video. Nó sẽ download đầy đủ về cho các bạn. Đấy, nó sẽ download về đầy đủ cho các bạn nhé. Các bạn thấy là nó tải rất nhiều nhưng mà cái dung lượng thì nó lại không chiếm sử dụng 15GB. Và với cách này thì bạn đồng bộ Big Data nó rất nhanh. Nó không bị giới hạn 750GB một ngày cho một tài khoản. Bởi vì các bạn có 100 user thì các bạn nhân với 750GB đấy. Thì các bạn đồng bộ tài khoản từ các cái tài khoản chia sẻ, các folder chia sẻ. Hoặc là các bạn đồng bộ cái tài khoản Drive này sang tài khoản Drive khác thoải mái. Đấy, ở đây nó sẽ download về cho các bạn. Các bạn để ý là cái chủ sở hữu các cái file folder mà các bạn vừa download về thì nó không phải là một cái email bình thường của các bạn, mà nó cái đuôi email nó rất là dài, nó mặc định của Google nó tạo đấy. Cho nên mỗi một cái tài khoản này là nó download được 750GB một ngày cơ mà. Đấy. Nó download đầy đủ. Nó lại không chiếm, nó không sử dụng cái bộ nhớ 15GB miễn phí. Cho nên các bạn có thể download thoải mái. Đấy. Nó sẽ download đầy đủ. Ở video này thì mình không có cái bộ nhớ dùng chung, cho nên mình không test được cái download về bộ nhớ dùng chung. Nhưng mà ở video trước là mình có một cái bộ nhớ dùng chung, thì các bạn xem ở video trước nhé. Thì với cách làm nó cũng tương tự như video này, chỉ có một điều hơi khác một chút là cái video trước ấy thì là mình hướng dẫn sử dụng từ cái máy tính của mình kết hợp với Python để download. Còn video này là mình đang sử dụng Google Colab. Nếu như các bạn muốn download vượt quá 750GB, 7,5T một ngày ấy, thì các bạn tạo nhiều group, tạo nhiều nhóm và tạo nhiều project. Mỗi một project sẽ được 100 user. Các bạn có thể tạo 3 project hoặc là 10 project thoải mái. Nhưng khi mà các bạn download về bộ nhớ dùng chung thì buộc các bạn phải tạo group. Như vậy thì ở video này mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng Google Colab để các bạn có thể truyền tải 7,5T từ folder chia sẻ về tài khoản của các bạn. Và nếu như các bạn có vướng mắc thì các bạn hãy comment phía bên dưới. Còn ở các video trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy tính của các bạn để download đồng bộ dữ liệu từ tài khoản này về tài khoản của các bạn mà nó không chiếm cái dung lượng 15GB mặc định của Google. Các bạn có thể tải dung lượng rất nhiều. Việc xử lý big data, dung lượng lớn, dữ liệu lớn thì đòi hỏi chúng ta cần phải tối ưu các cái câu lệnh và để auto tự động, chứ nếu chúng ta đồng bộ bằng tay hoặc upload bằng tay thì nó sẽ rất mất thời gian. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn.